có hết đủ cái cát đi. Con nền nhà một mà đây nè. Mấy bộ ngựa hả? Mấy bộ ngựa? Con cái giường hộp với cái bộ ngựa đó, và ông nội tao đó, 3 triệu là hút đá, 3 triệu cho sắm đồ đó. 6 triệu đó. Là 6 triệu đó. Mà bằng cái tiền lấy ra nó thì chích thì ke luôn. Trời ơi. Mô Phật. Nhà có cái bộ ngựa với cái bộ giường hộp đó. Mà ăn luôn đi. Anh ơi, cho miếng dầu dầm nha anh. Hai. Cho miếng dầu dầm. Dầu dầm ơi. À, tại vì chị người Trung Quốc cho miếng dầu dầm với miếng dưa chùa chứ. Như chùa dầu dầm đó. Dầu dầm với dưa chùa gì vậy? Như chùa. Bằng ủi hả? tao né. Miếng dầu dầm mới vô chùa. Vô quỹ ban công an xã ngủ hả? Anh mở cửa anh vô. Ở đây quân đội nhé. Quân đội xã hả? À? Vô bắn này nữa. Chắc ông mở hay việc quá. Trời ơi, đậu lộ ta dữ. Anh ơi, nhớ bắn em với bịch giùm em miếng vải đen nha. Rồi nó bắn xây mẹ không được nữa. Rồi đi bắn đi. Bắn luôn. Trời ơi, ủ rồi cứ đi. Anh Sam làm đĩ cái đây hoài không gặp anh vậy. Trên núi mới để tà tà xuống mày thôi. Em làm đĩ đây, em với con thằng trọt quỷ đây nè. Em làm đĩ đây hoài mà không gặp anh. Ở hai chồng con này nè, nè chung chồng. Fan chưa bà coi chưa bộ kẹp hai chồng con này thấy chưa? Thấy rồi, bộ kẹp, bộ kẹp này nó chưa không dân anh thì nó cù chở em ở bàn tay. Là chung fan không nhau hả? À? Anh gặp cù dư rồi anh còn tuổi nữa. Anh là cù lũ, cù dư rồi anh tuổi nữa. Thôi chứ giá là tôi không phải gước bạn. Trời ơi, sao bồ kẹp đỡ chứ tôi sắp bồ câu không quan trọng. Cái thằng gọi là trời bồ kẹp này. Bồ kẹp xương nữa nè chị. Xương con bồ kẹp nè. Tôi sắp muốn bồ câu nè. Bà Sơn quái. Bà Sơn quái á. Bà Sơn quái á. Ai nữa. Gặm mà. Anh chỉ hỏi hai câu đó thôi. Bà Sơn quái á. Mà chết rồi. Đồ ăn Giang, ăn Giang xuống Kiên Giang quậy luôn nè. Làm sao? Trời ơi, nè, nói thiệt, bà xuống Kiên Giang đéo sợ đâu má. Đúng không chị? Đồ má. Quýnh này lưu lập xe nè. Không ơi, thì quýnh lại. Còn không thì này quýnh lật lại, đúng không? Không, tôi quýnh lật lại. Anh nào hồi chị xuống quán biển bán tiếp nha. Đang vú hút cường. Vú hút cường nhậu. Anh cho nó bắt hay vậy? Cha. Giờ muốn nhậu đâu? Trong tay hang ngoài kia. Ngồi kia đi, ngồi kia đi. Ngoài đó kìa, ngoài luôn. Rồi dẫn xe chạy theo ngoài luôn. 2, 3 vô. Đi khắp thế gian này chơi. Đây này, chạy xe ngoài giùm lên nó coi. À, chạy xe bà lùng ra. Nè nè, chưa phát nè. Phát này cục về. Làm sao? Bầu ơi, đây là chương trình khu láng biển trung tâm Gạch Giá. Sao ngồi cúng sáng nè? Kệ con ấy được. Sao không ngồi cúng sáng rồi vô? Sao ngồi ngoài sáng? Ngồi ngoài sáng là trời. Hả? Ngồi cúng sáng là trời. Ngồi sáng nó mới thương nè. Mình lại chim đây u lù tư. Ngồi nó đi tận. Gì hả? Đóng biển thì chịu gây cho. Ôi đóng biển nhé. Đóng biển gì mà. Ở su kha. Ở đây ngồi gió lạnh nha. Thưởng thức gió đi. Gác với đá. Dùng sức đi hồi diện thuốc mấy má ơi. Sớm cởi.